Đây là đài truyền hình SPTN, chúng tôi là Diệu Quyên và Bảo Châu xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay Bảo Châu và Diệu Quyên sẽ được trở lại gửi đến quý vị những tin tức có liên quan trên toàn thế giới, Hoa Kỳ, Á Châu và Việt Nam. Trong phần tin lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin chính như sau. Thì cho biết chiến đấu cơ F-22 của Hoa Kỳ tới Đức để thực hiện sứ mệnh huấn luyện. Ngày 2 tháng 9 năm 2015, có đông đảo người Việt có mặt trước City Hall San Francisco để phản đối thành phố San Francisco cho treo cờ đỏ Cộng sản Việt Nam. Cựu Thủ tướng Mahathir tố cáo Thủ tướng Najib tham nhũng. Và một phụ nữ đã bị bắt vì cố ý báo cáo sai trong vụ cảnh sát bị bắn chết. Với phần tin mở đầu hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bản tin sau đây cho hay các gia đình quân nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể rời khỏi căn cứ quân sự. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, tin cho biết là các viên chức thông báo Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho gia đình các quân nhân Hoa Kỳ tại một căn cứ quân sự và tòa lãnh sự ở Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn di chuyển bởi vì căn cứ này trở thành trung tâm của chiến dịch không kích chống phiến quân quốc gia Hồi giáo. Phát ngôn viên ngũ giác đài đó là Peter Cook cho biết là quyết định trên được đưa ra dựa vào sự thận trọng sau khi hoạt động quân sự bắt đầu được thực hiện từ căn cứ không quân Incirlik. Tháng trước thì thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các cuộc không kích bằng phi cơ có người lái và không người lái nhắm vào các mục tiêu của phiến quân quốc gia Hồi giáo tại Syria từ căn cứ không quân Incirlik gần thành phố miền nam Adana của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện các cuộc không kích từ Incirlik. Theo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng thì lựa chọn chuyển chỗ được áp dụng cho căn cứ không quân Incirlik và tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Adana. Một vị chức quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng căn cứ an toàn, nhưng thừa nhận mối đe dọa tăng cao kể từ khi bắt đầu hoạt động không kích từ tháng trước. Các biện pháp an ninh phòng ngừa tại căn cứ được thắt chặt có thể làm cho cuộc sống của các gia đình quân nhân Hoa Kỳ ở đó kém thoải mái. Viên chức quốc phòng ước tính là có khoảng 900 người sống ở đó, hội đủ điều kiện để tự nguyện di chuyển. Phát ngôn viên ngũ sắc đài cho hay các gia đình được thông báo về lựa chọn di chuyển và ông không biết là có bao nhiêu gia đình sẽ quyết định chuyển nơi ở. Chiến đấu cơ F-22 của Hoa Kỳ tới Đức để thực hiện sứ mệnh huấn luyện. Thưa quý vị, lực lượng không quân Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm giới thiệu 2 trong 4 chiến đấu cơ F-22 gần đây được điều động tới Đức, một phần nỗ lực của Washington để trấn an đồng minh đang lo ngại trước hành động của Nga tại Ukraine. Theo thông cáo của không quân, chiến đấu cơ do hãng Lockheed Martin sản xuất được đưa tới căn cứ không quân Spandalem cách Trier, Đức vào khoảng 20 dặm về phía đông bắc từ thứ Sáu tuần trước, cùng với một phi cơ vận chuyển C-17 của Boeing và có khoảng 60 quân nhân. Đây là lần điều động phi cơ đầu tiên tới Âu Châu. 4 phi cơ sẽ huấn luyện cùng với lực lượng không quân đồng minh và các quân nhân Hoa Kỳ cho tới giữa tháng 9. Các phi cơ dự trù cũng sẽ tới các căn cứ không quân khác tại Đông Âu. Vào thứ Hai vừa qua, thì phi cơ thực hiện chuyến viếng thăm một ngày tại Ba Lan. Đợt điều động phi cơ F-22 đầu tiên tới Âu Châu, ngoài các cuộc trình diễn phi cơ, được coi là một hành động để giải quyết mối quan ngại ngày càng gia tăng của các đồng minh NATO về sự xâm lược quân sự của Nga. Lực lượng không quân cũng sử dụng chiến đấu cơ F-22 tránh được radar để thực hiện một số cuộc không kích chống phiến quân quốc gia Hồi giáo. Thẩm phán xóa lệnh cấm thi đấu 4 trận đối với Tom Brady. Thưa quý vị, tin cho biết là lệnh đình chỉ thi đấu đối với ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady của đội New England Patriots được một thẩm phán liên bang tại New York bãi bỏ vào hôm thứ Năm sau tranh chấp kéo dài 7 tháng giữa Liên đoàn bóng bầu dục NFL và nghiệp đoàn các cầu thủ. Thẩm phán Richard Berman bãi bỏ quyết định của ủy viên NFL Roger Goodell vào tháng 7 vừa qua là cấm Brady thi đấu 4 trận vì vai trò của anh trong vụ làm sẹp banh được sử dụng trong trận đấu vào tháng Giêng vừa qua. Phán quyết trên mở đường cho Brady tham dự trận đấu mở màn mùa giải của đội Patriots vào ngày 10 tháng 9 với đội Pittsburgh Steelers trên sân nhà. Anh từng bị cấm thi đấu cho tới ngày 18 tháng 10, có thể gây thiệt hại cho Brady gần 2 triệu Mỹ kim.
Thẩm phán Bowman cho rằng phán quyết của ông Goodell có một số thiếu sót đáng kể về mặt pháp lý, bao gồm không báo trước cho Brady là anh có thể bị đình chỉ thi đấu vì cáo buộc. Phán quyết kể trên có thể là quyết định cuối cùng liên quan tới vụ việc. NFL có thể kháng cáo. Một tiến trình có thể phải mất nhiều tháng để giải quyết. Thưa quý vị, luật sư quận Kentucky đã bị bỏ tù vì không cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính, nguồn tin đến từ Washington, Kentucky. Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang ra lệnh bỏ tù luật sư quận Rowan, Kentucky sau khi mà bà khẳng định thực hiện lệnh của tòa cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính là vi phạm lương tâm của bà. Luật sư quận Rowan Kim Davis và phụ tá của bà được triệu tập tới tòa sau khi mà bà liên tục từ chối cấp giấy hôn thú, dẫn lý do tôn giáo và quyền của Chúa. Thẩm phán tuyên bố chỉ có sự lựa chọn duy nhất là bỏ tù bà bởi vì ông không tin là bà sẽ tuân thủ lệnh của ông, ngay cả khi bà bị phạt. Thẩm phán Burning cảnh báo các phụ tá rằng họ phải cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng tính, nếu không cũng có thể bị phạt hoặc là bỏ tù. Từ tháng 6 vừa qua thì bà Davis từ chối cấp giấy hôn thú cho mọi cặp vợ chồng, cho dù đồng tính hay không, vì lý do tín ngưỡng của mình. Kể từ khi tối cao pháp viện phán quyết, các cặp đồng tính có quyền kết hôn theo hiến pháp. Vào tháng 7 vừa qua thì 4 cặp khởi kiện chính sách không cấp giấy hôn thú của bà Davis. Tới tháng 8 thì thẩm phán Bernie phán quyết rằng bà Davis phải thực hiện nghĩa vụ của mình là luật sư, bất chấp tín ngưỡng. Bà Davis kháng cáo tại tòa phúc thẩm địa hạt số 6. Vào tuần trước thì tòa phúc thẩm bác bỏ yêu cầu của bà Davis. Vào hôm thứ Hai, tối cao pháp viện cũng bác bỏ yêu cầu lệnh ngừng khẩn cấp của bà. Bà Davis là phụ tá cho mẹ bà tại văn phòng luật sư được 27 năm trước khi đắc cử để kế nhiệm mẹ vào tháng 11 vừa qua. Con trai của bà Davis cũng là nhân viên của văn phòng. Là một viên chức được bầu chọn, bà chỉ có thể bị sa thải nếu như cơ quan lập pháp luận tội bà. Điều này khó có thể xảy ra tại một tiểu bang bảo thủ sâu sắc. Thượng nghị sĩ Marco Rubio kêu gọi hủy bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu thô. Thưa quý vị, tin cho biết là thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang Florida kêu gọi thay đổi lớn trong chính sách năng lượng của Hoa Kỳ. Ông đề nghị hủy bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu thô có từ 4 thập niên qua nếu ông đắc cử tổng thống. Lệnh cấm xuất cảng hầu hết các loại dầu thô chưa qua chế biến được ký thành luật vào những năm 1970 như là một cách để bảo vệ sự độc lập năng lượng của Hoa Kỳ và kể từ đó trở thành điểm tranh cãi giữa Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Điều này nay phụ thuộc vào cuộc biểu quyết của Hạ viện, sớm nhất là trong tháng này sau khi dự luật hủy bỏ lệnh cấm được Thượng viện thông qua trong mùa hè vừa qua. Những người phản đối hủy bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu thô lập luận rằng giá dầu sẽ tăng, các công việc tại nhà máy lọc dầu ở Hoa Kỳ sẽ gặp rủi ro. Hủy bỏ lệnh cấm cũng sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Trong khi đó, thì thưa quý vị, những người ủng hộ giống như là ông Rubio tuyên bố là cho phép xuất cảng dầu thô trong nước không hạn chế thực tế sẽ tạo thêm nhiều việc làm và giảm giá dầu. Ông Marco Rubio cho rằng nếu đắc cử, ông dự trù trao thêm quyền lực cho các tiểu bang sản xuất năng lượng. Ông hứa hẹn mở rộng các đề xuất năng lượng của mình đầy đủ hơn vào cuối mùa thu này. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những tin tức từ Việt Nam và cũng như là một số các phóng sự cộng đồng. Mời quý vị nhớ đón xem. We'll be right back.